Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chuỗi video đi review các server nha anh em ơi và số server tiếp theo hôm nay mình sẽ review cho anh em đó chính là server số 394 à server có tên gọi đó là Kinh Vân. Và bây giờ thì chúng ta hãy nhìn xem server này có điểm gì nổi bật anh em ạ. À. Đầu tiên mình sẽ xem về bảng xếp hạng ban hội trước thì hiện tại server này chỉ còn có ba bang hội thôi đó chính là bang tuyệt thế hd và võ thánh ha thì chúng ta thấy trong đó có hai bang đó là tuyệt thế với hd thì có điểm quy dân uh, gần như là ngang nhau nhưng mà C có lẽ như là tuyệt thế thì sẽ nhỉnh hơn một tí xíu điểm quy danh rồi về cấp độ uh, máy chủ hiện tại server này thì chúng ta thấy là bên máy chủ này đã mở cấp thái độ chính nha anh em thái độ chính wow một cái server uh, gần server 400 uh, mở cấp thái đổi rồi. Và đặc biệt trong server này thì có một nhân vật uh, mặc dù ở server tận server 394 nhưng đã lọt vào uh, top 10 lực chiến liên server luôn anh em ơi. Đây. Cho anh em cùng xem đây là nhân vật uh, Diệp Chu của bạn HD, à bạn HD là bạn top 2 đúng không ta? Đúng rồi. Wow! Và đây có nhân vật Mr. Gà thì chỉ có 63m thôi, còn Diệp Chu tới 70m, trên là tới 7m lực chiến lận anh em ạ. À. Như vậy có lẽ hôm nay mình sẽ tập trung soi chính nhân vật Diệp Chu và một tí xíu vào nhân vật uh, Mr. Gà. Rồi, ở đây là hai nhân vật top 1, top 2 thuộc cái bang hắc đế luôn. Như vậy thì bang tuyệt thế có lẽ là lấy số lượng để đè người rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xem về các loại trang bị mà các nhân vật này sở hữu nha, đầu tiên là nói về trang bị cơ bản, trang bị cơ bản là những cái tăng vật tăng cấp anh em ạ, thì Diệp Chu đang dược tớp, cường hóa không tính rồi, khảm, khảm Diệp Chu lệch rất cao so với mặt bằng còn lại anh em thấy không, à, lực chiến khảm tới 4m1 là anh em ạ, quá ghê thú cưỡi cũng là Diệp Chu, chân nguyên cũng là Diệp Chu luôn. Phi Phong, Phi Phong thì chúng ta có tiểu hí, Diệp Chu thì chỉ xếp vị trí Phi Phong top 3 thôi anh em ạ. À. Đồng hành, đồng hành Diệp Chu xếp vị trí top 1 đây. Rồi, tiếp tục là gì? Nội Đơn. Nội Đơn cũng vẫn là Diệp Chu. Điểm Nội Đơn rất cao nha anh em, 171k. Môn khách cũng là Diệp Chu luôn. Diệp Chu vẫn tiếp tục gác cái mặt bằng còn lại này mà. Có lẽ server này thuộc về của server Diệp Chu rồi. À, đây là tụ bảo bồn. tầng sao Diệp Chu này không biết có bà con với Diệp Chi không đây. <laughs> Đúng không anh em biết đâu. Anh em nào có thông tin cho mình biết nha. Tại, tại cũng là Diệp. mà không biết Diệp Chu hay Diệp Chi đây. À, đánh giá tầng sao thì tới... Uh, 80k lực chiến 800 anh em ạ à. Wow, chỉ số tầng sao rất cao nha anh em ơi Huyền binh cũng là Diệp Chu, Tội hỏa thì không có, mệnh khí thì cũng là Diệp Chu. Như vậy có vẻ nhân vật tỏa sáng trong video hôm nay của chúng ta đó chính là Diệp Chu anh em ạ. À. Tuyệt học nè. Ô à. bây giờ nó có phần kỹ năng tuyệt học này mình mới để ý nè anh em. Wow, tuyệt học Diệp Chu quá trời luôn. 5 m chín lực chiến tuyệt học. Ghê thật sự. Ờ à, Huyền thông Ủa server này huyền thông nhiều vậy? 1 2 3 4 5 luôn anh em. Wow. Rồi, thôi bây giờ thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu sồi cái nhân vật Diệp Chu này nè em ạ. Ui cha, cái mình nó tự lót nha anh em. Rồi, mình cho nó chạy vô gia viên đứng luôn là nó sẽ không tự động chuyển bản đồ nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem trang bị của nhân vật Diệp Chu này đã có những trang bị gì và chỉ số như thế nào anh em ạ. À. À, nhân vật Diệp Chu hiện tại đang sở hữu mốc quân hàm thần thoại, à, đang chơi một phái đường môn thức tỉnh, lực chiến là 70m, Wow, chỉ số sinh lực là 9m2, chỉ số tấn công 174k nha anh em à, Chỉ số sinh lực cao là do nhân vật đang chơi kỹ đó là băng thanh ngọc nhuận ha Rồi, chúng ta có thể chất là 8k9, nhanh nhẹn 11k1, nhanh nhẹn cao đó anh em ạ à. à, Sức mạnh là 10k5 và linh hoạt là 10k và cấp gia viên hiện tại là cấp 7 độ thoải mái level 30 luôn full full cấp à không cái này chưa full ở phiên bản này thì đã giới hạn cái độ thoải mái lên rồi về đồng hành wow bốn con đồng hành 4 s luôn anh em ơi mình sẽ soi cái con quan vũ trước quan vũ có hai kỹ năng bạch kim và chúng ta có quần thể kim cang cao kỹ năng thức tỉnh lần 2 cấp kỹ 15 và tăng nhân vật này 225 sức mạnh, sinh lực cơ bản, tăng 30% bị thương và 30% kháng tàn phế anh em ạ. Tiếp theo là con Đạt Ma. Đạt Ma cũng được hai kỹ năng bạch kim và để xem Đạt Ma có môn khách chưa nha anh em. Wow, Đạt Ma đã có môn khách Đạt Ma luôn rồi anh em ạ. Tăng 475 điểm linh hoạt nè, 314 điểm thời gian thuộc tính. Rồi tỷ tí leo kích và 15% sát thương một kích tính ra thì con đặc ma này giá trị của nó chỉ có linh hoạt với sát thương kích thôi thời gian thuộc tính thì uh, thời gian tính tính ra cũng cũng có giá trị nha anh em còn cái điểm bầu kích này thì quá bé cấp kỹ thức tỉnh lần 2 một cái kỹ nữa cấp 15 tăng nhanh nhẹn sinh lực cơ bản 30% kháng bị thương và 30% tay liệt trời hai con tăng sinh lực cơ bản anh em ơi tiếc ghê ta cái này uh, hai con này mà chuyển về mấy phái cần sinh lực như thiếu lâm bá đao thì có lẽ ngon nhưng mà chơi đường môn thì lại không hiệu quả lắm Tiếp theo là con Trương Tam Phong, chúng ta cũng được hai kỹ năng Bạch Kim. À Trương Tam Phong thì chắc chắn mình nghĩ là có môn khách rồi, đây có môn khách Trương Tam Phong rồi anh em ạ. À. Rồi, tiếp theo là kỹ thức tỉnh lần 2 cũng là cấp kỹ 15, cộng thể chất, bộ kháng thổ, 27% tấn công và 3000 hút sinh lực điểm. Còn cuối cùng đó chính là hoa mộc lan này bông mộc lan cũng là hai kỹ năng bạch kim nha anh em ơi. Trong đó chúng ta có một cái siêu quần thể kim cang đây. Rồi, kỹ năng thức tỉnh lần 2. Wow. Cấp kỹ 15 tăng sức mạnh kháng hỏa và 54% tỷ lệ kích cơ bản với hút sinh lực điểm. Kỹ nói chung là cái kỹ của con Trương Tâm Phong với kỹ của Hoa Mộc Lan thì uh, ổn áp nha anh em, nhưng mà cái kỹ của uh, quan vũ với đạt ma thì nó không phù hợp cho đường môn cho lắm nhưng mà cũng được cấp kỹ 15 trên 15 thú cưỡi thú cưỡi trời ơi. ở event vừa rồi có luôn cái thần thần hy hoa cái luôn nè anh em ạ à. quá ghê đây tinh phách này thì quá rẻ rồi cái tinh phách uh, tinh hải la bàn này cái vòng quay thì anh em đổi 150 điểm 150 điểm là có cái này rồi anh em ạ à. rồi chúng ta có tổng cộng là ba cái tinh phách À, thú cửa trục lọc mình sẽ soi tí đồ trục lọc nha anh em ơi đồ trục lọc thì anh em thấy ở đây à, theo quan sát của mình đã full trang bị trục lọc của cái mùa vừa rồi là mùa giải hình như S8 đó anh em ơi đây vũ khí tất cả cường hóa lên 20 mình xem dòng thử nha tấn công từ đầu kích và hút sinh lực và đây nhân vật chúng ta đã có sự lựa chọn dòng ở đây thì những viên đá thì mình đã có cập nhật một viên đá mới của mùa này nè đá hồn người thợ tài người thợ tài ba áo áo chúng ta có kháng hút sinh có sức mạnh và bỏ qua tiền lệ kích cơ bản áo này không có chơi né tránh hay là miễn sát thương kích hết à rồi đá thì mình cũng có đá của mùa này u kháng tất cả 50 phần trăm luôn kìa quá đã vậy ngự kinh kháng tất cả nón nón có kháng hút sinh trời mấy cái dòng quan trọng á kháng hút trên nón kháng hút trên áo rồi hút sinh trên vũ khí toàn là dòng tím không hơi tiếc cho anh em ha nhưng nói chung là chúng ta cũng có sự lựa chọn các dòng có bỏ qua né tránh phần trăm miễn sát thương kích nè rồi đây, ui Bỏ né tránh cơ bản 50% luôn, ghê thật. Fucking. Ngọc bội, ngọc bội sát thương bào bỏ anh né tỷ lệ kích cơ bản. Tính ra anh em chơi dòng tỷ liệu kích cơ bản hết ta. Um, rồi, đá mình có sát thương bào kích có ngự kinh. Cuối cùng là đôi dài, né tránh, bỏ qua tỷ kích cơ bản, miễn sát thương bộ kích. Ở đây có thời gian tính né tránh, miễn thương kích 12%. Như vậy tính ra là trang bị của chúng ta đã quá đẹp rồi anh em ạ, à. trang bị trục lọc thì rất là đẹp rồi, ha. À, các dòng chỉnh chu và cường hóa cũng như là đá của mùa này cũng đã nâng cấp lên. À, một sự đầu tư quá lớn anh em ơi. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng soi về nội đơn. Nội đơn cam lẹ cam lét nè, trụ đã chưa? Bây giờ mình sẽ soi hai cái cục hút sinh trước. Đầu tiên cục hút sinh này là tăng 4% hút sinh lực, cục này màu hồng. Cục hút sinh thứ hai, cục hút sinh thứ hai này cũng được 4% thôi anh em ạ, nhưng mà có xác thực tính là 358 điểm. Rồi tiếp theo là mình sẽ soi hai cục kháng hút sinh nha cục kháng hút đầu tiên là chúng ta được 9% phần trăm tỷ lệ bộ kích 200 và chính xác cục kháng hút thứ hai kháng hút 4% phần trăm thời gian hút tính và kháng tất cả bây giờ mình sẽ soi về cục uh, sát thương bạo kích đi ha cục đầu tiên 6% phần trăm bỏ né tránh cục thứ hai là 9% phần trăm linh hoạt sát thuộc tính rồi đến cục miễn sát thương bạo kích 6%, nhanh nhẹn 63 và sát thuộc tính 400. Cục cuối cùng đó chính là cái cục tăng về né tránh cơ bản 8% thể chất và sát tinh thuộc tính. Anh em thấy không? Về cái vấn đề nội đơn thì cái này không phải là mình so sánh uh, gì cả nha anh em. Nhưng mà quả quả thật anh em thấy thực chất là ở bên server Việt của mình á thì mặc dù một top lực chiến đầu tư rất là ghê gớm nhưng mà nội đơn thì vẫn chưa thể nào gọi là đẹp được anh em ạ. À. Chưa thể nào gọi là có những cái dòng mà tăng chỉ số lên cao nhưng mà bên server trung thì anh em thấy điều đó họ làm rất là dễ dàng mình cảm mình cảm giác là bên server trung họ làm điều đó rất là dễ dàng không hiểu lý do là họ uh, cái quá trình họ giám định nội đơn nó sẽ ra cục cực dễ hay là do bên nhà phát hành VNC của mình bóp người chơi quá cái này thì mình không rõ được nha anh em nhưng mà thực chất thì chúng ta thấy là cái việc nội đơn ở bên server trung dễ dàng hơn ở bên Việt Nam của mình rất là nhiều một server của họ bên đó anh em thấy trong top 10 lực chiến là chúng ta có những cái viên nội đơn cực chỉ số rất là cao rồi nhưng bên server việt của mình thì anh em thấy mặc dù top một lực chiến đầu tư rất là ghê nhưng mà nội đơn vẫn chưa thể nào được các chỉ số cao anh em ạ à. Rồi à, tiếp theo là kinh mạch thì không nói rồi môn khách môn khách thì chúng ta đã có đặt ma trương tâm phong để mình xem về các cái thuộc tính bộ thôi môn khách để mình xem anh em chơi các bộ gì có bộ hàng vũ ngu cơ bộ dương ánh phong luôn bộ nguyệt mi nhi nạp đăng chân hoàng Nhã hồng liệt y nhược tuyết đạo nhất chân nhân thiên tinh đạo trưởng đã lấy phản đoàn tầm xa liên bá triệu vân lý Quảng và tất thiên đại nhân kiệt rồi uh, quỷ cốc tử trương tâm ôi anh em có cả thiếu niên trương tâm phong rồi nào tuyệt vời quá quá tuyệt vời luôn anh em ạ à. Đường môn thì chơi môn khách, ở đây chúng ta lấy phản đoàn tầm xa, chúng ta không chơi phản đoàn cận chiến, chúng ta có né tránh Ở đây thì mình không có cái bộ kháng hút sinh lực 6% nha anh em ơi Chúng ta bỏ bộ đó và chúng ta lấy các cái bộ ví dụ như là bộ của Duyên Phong, bộ tiền lợi kích cơ bản Đó, đó là cách chơi của anh em ở server này ha Wow, tuyệt vời, có được con thiếu niên trung tâm Phong và anh em được 5.000 điểm kháng hút sinh anh em đừng thấy 5.000 này ít nha chỉ số này rất là quan trọng nhưng mà hút sinh lực điểm nó ghê gớm lắm á Tuyệt hốc đây chúng ta hãy cùng xem tuyệt học của nhân vật dịp chu nha chỉ số sức mạnh là 527 điểm nha linh hoạt là 6, 693 anh em ạ à. sát Xác thuộc tính là 2K4 Và ở đây anh em cố tình ép cái chỉ số kháng mộc của mình lên tới tận 4K2 ha Kháng mộc có được ép lên nè à, Kháng thổ thì 3K1 không không quá nhiều có lẽ là hệ thổ không còn đất dụng võ nữa rồi chỉ số né tránh là hai k sáu bỏ né là ba k một để mình xem còn chỉ số nào quan trọng nữa hay không và phản đoàn tầm xa được ép lên tới 11 k 11 k nha anh em ơi như vậy thì tuyệt học và chúng ta đã có sự đầu tư và nghiên cứu để build thiên về các thuộc tính rồi bí bảo không có huyền binh đây huyền binh wow chúng ta thấy huyền binh đã gần full option luôn nè Miễn sát thương một kích 15% sát thương một kích 13% hút sinh lực 13% khéo sinh 15% tấn công cơ bản 40% và sức mạnh 277 điểm ha sử dụng huyền diệm trảm cấp kỹ 12 trên 12 còn lại rồi anh em cuối cùng là mệnh khí mệnh khí mình có dòng gì À, bỏ qua tỷ lệ bầu kích cơ bản 20%, hút sinh lực 8%, né tránh cơ bản 40%, miễn sâu bầu kích 8%, tỷ lệ kháng bạo và phản đoàn miễn thương. Ở đây thì uh, trong cái này thì mình thấy có 6 dòng rất là ngon. Thứ nhất là dòng hút sinh lực nha anh em, dòng né tránh, dòng miễn sâu bầu kích, dòng phản đoàn miễn thương. Đó, mấy dòng này là cực kỳ ngon luôn và chúng ta sử dụng cái kỹ câu vẫn đoạn hồn kỹ này thì sử dụng khá là phổ biến rồi ừ, nhưng mà ở phiên bản này đường môn nhiều thì cái kỹ này nó không có tác dụng nhiều cho lắm kỹ này thì áp dụng trên những môn phái nào có khả năng hồi máu ví dụ như là mấy con tàn kiếm thiếu lâm hoặc những con hệ thủy rồi đó anh em ạ à. à, sắp tới chúng ta sẽ có một môn phái đó là trảm liệt cũng có khả năng hồi máu thì cái kỹ này nó sẽ cũng khắc chế được với những môn phái đó đó là mệnh khí bây giờ mình sẽ soi về những cái trang bị ở bên này nha anh em ơi đầu tiên mình soi về chân nguyên trước à, chân nguyên chúng ta 8 dòng cam và sử dụng những dòng gì đây nhanh nhẹn thể chất sức mạnh ba dòng chỉ số cơ bản rồi ha tiếp theo là dòng né tránh cơ bản bỏ né tránh cơ bản rồi chúng ta có dòng bỏ qua kháng tất cả cơ bản tỷ lệ kích cơ bản và bỏ qua tỷ lệ kích cơ bản đây đây là cái chân nguyên của anh em chơi kỹ băng thân ngọc nhuận kỹ này thì à, những dòng ok rồi anh em mà ổn áp rồi sử dụng những cái dòng rất là là phổ biến tiếp theo là mình sẽ xôi cái phi phong đây phi phong trụi ba sao cam nè anh em mà chúng ta chưa luyện lên được ha có sát thương bạo kích 18% kháng hút sinh lực 32% phản đòn miễn thương 19% tấn công 2k2 bỏ qua lệ kích cơ bản 59% miễn sát thương bạo kích 14% kháng thổ né tránh bỏ qua kháng tất cả phi phong này thì chỉ tiếc một điều là chúng ta không có gì được cái dòng hút sinh lực thôi nha anh em còn những cái dòng còn lại ví dụ như có sát thương bầu kích có miễn sát thương bầu kích có bỏ qua kháng tất cả có phản đòn miễn thương có kháng hút sinh đó thì uh, phi phong này mà cố gắng kiếm thêm uh, hai dòng nữa thôi hai dòng nữa là rất đẹp đó là cái dòng hút sinh và cái dòng tăng sát thương cuối là quá ổn áp anh em ạ à. còn hên hên nữa thì lấy thêm cái dòng né tránh cơ bản ha <laughs> thì nói chung là Điều không? ổn áp mọi cái thiếu hút sinh thiếu hút sinh thì nó sẽ bất lợi cho con đường môn nha anh em ơi tại vì con đường môn nó sẽ cần rất nhiều chỉ số hút sinh lực để nó sinh tồn trong các cái trận giao tranh từ solo đến quần chiến luôn anh em ơi rồi bây giờ mình sẽ coi về các trang bị bên trong này ui nhìn cái vũ khí mới đầu đập vô mắt của mình là anh em thấy đã tăng sao cái này là full sao chưa full sao mà được được 5 sao của thái đậu chính nha anh em ạ, à. thái đậu chính chúng ta được à, được 5 sao rồi Và đã luyện trên 80% luôn nè, vừa tăng vừa luyện luôn, quá ghê Và để coi, để mình coi server này mở cái cấp là bao nhiêu ngày rồi nữa đã anh em ạ à. Tại vì tăng sao phải tính theo cấp là mở bao nhiêu ngày À, đã mở 53 ngày rồi nha anh em, 53 ngày đây đã lên 5 sao cấp thái đấu chính và luyện trên 80%. Đá ngũ hành á, thì chúng ta thấy là đá 5 dòng có hút sinh, có tấn công. Rồi, quá đẹp cho viên đá này. À, bậc bạch kim thì anh em đấy là bậc 10 rồi. Tiếp theo là mình sẽ soi về tinh uẩn. Mình không có soi tinh hồn nha anh em. Tại vì mình nghĩ với những nhân vật này tinh hồn lên bậc 6 là cái chuyện đương nhiên rồi. Bây giờ chỉ coi soi tinh uẩn thôi, tinh uẩn một cái viên hạ viên cộng sức mạnh và tăng thêm sát thương cuối rồi có bỏ qua kháng tất cả nữa nên anh em ạ. Ba dòng quá là đẹp trời toàn dòng đam không. Vào chơi phục ma thạch tấn công level 3. Tiếp theo là cái nón. Cái nón chúng ta có gì đây? À, bạch kim tông sư bậc 10 đó. Rồi, đá ngũ hành cộng bỏ qua kháng tất cả cơ bản miệng sẽ thường bầu kích và kháng thủy à, nói chung là mình đã có được cái dòng miệng thôi kích là quá ổn áp rồi nha anh em ơi à, kèm với bộ kháng tất cả cơ bản rồi tinh quẩn ui trung viên nè đó trung viên cộng chỉ số sức mạnh 200 sinh lực cơ bản 12 phần trăm và bỏ qua kháng tất cả là 760 điểm nữa đã vậy ta Thật ra thì mình thích cái viên trung viên này nếu như mà Thay nếu mà mình muốn á Mình muốn muốn thôi nha anh em Còn được hay không là chuyện hên xui Dòng sinh lực cơ bản 12% này mà Chuyển qua dòng ngũ um, hành cường hóa Thì nó sẽ đúng bài hơn ha Đẹp hơn Chúng ta có ngô thiên uh, tường trung nữa nè anh em ạ Rồi tuyệt vời Một viên trung viên cộng sức mạnh 200 điểm dây chuyền à quên coi tăng sao nữa nè bà con ơi full sao của cấp à, thái đậu chính rồi nha nhưng mà chưa có luyện thôi rồi tiếp tục là dây chuyền dây chuyền thì mới được năm sao cấp thái đậu chính à, bạch kim thông sư bậc 10 đó đá của hành tiếp tục đá năm dòng chúng ta có tỷ lệ kích tấn công nhanh nhẹn rồi dòng rất là ok luôn về tinh quẩn ui được một cái viên hạ viên thế nè anh em ơi cộng thể chất rồi tỷ lệ bậc kích cơ bản 11% tỷ lệ kháng bạo 300 nữa đó. Và đây chúng ta vẫn là 8 đá. Bao tay cũng đã full sao thái độ chính. À, bạch kim bậc 10 luôn. Đá ngũ hành chúng ta có 5 dòng có nhanh nhẹn, có sát thương thuộc tính. Này mà chơi hệ thổ tăng kháng mộc lên nữa cũng cũng lại ngon anh em ạ. À. Để coi bao tay anh em chơi đá kim à. Đá kim Tiếp theo là chúng ta có cái gì đây cự môn tinh hồn bậc 5 Ôi bao tay anh em cái đợt vòng quay vừa rồi Không có anh em không có, có lấy cái viên uh, Tinh quẩn hả ta Rồi đây anh em không có lấy tinh quẩn rồi anh em ạ à. Thật ra nếu mà bao tay lấy tinh quẩn Thì mình thay được cái gì nhỉ Hay là anh em đã có rồi mà không biết thay cái gì nè Cũng có thể trường hợp đã xảy ra Nếu như bao tay mà có tinh quẩn thì chắc mình sẽ bỏ viên nộ diễm chu hoàng quá anh em ơi. Chứ đâu có bỏ được viên nào đúng không? À, tóc đánh thì cũng cần. Linh hoạt của bản tham thì khá là cao rồi. Đúng rồi. Nếu mà tinh quẩn bao tay mà anh em bao tay mà anh em có tinh quẩn thì chắc chắn mình sẽ bỏ nộ diễm chu hoàng. Có lẽ đó lý do vì sao nhân vật này cũng không có thèm lấy. Thật ra thì tinh quẩn bao tay sẽ cộng anh em chỉ số sức mạnh với tấn công cơ bản nha. Chỉ số cũng khá là ngon đó. Tha cho linh hoạt cũng được tiếp theo là mình sẽ soi về cái nhẫn cũng đã full sao cấp thay đổi chín bậc bạch kim bậc 10 đã ngũ hành năm dòng cộng sát thương bạo bỏ né tránh bỏ thì lệ kích cơ bản chờ dòng thế này là còn đầu gì nữa quá đẹp luôn anh em ơi một viên tinh quẩn thượng viên trung viên thượng viên ui thượng viên luôn à thượng viên là bậc năm luôn đó anh em tăng tấn công 500 điểm kháng tất cả và sinh lực hơi tiếc một xíu nha thượng viên này hơi tiếc xíu nha anh em ơi thượng viên mà được cộng chỉ số cơ bản thì nó sẽ đẹp hơn ha nhưng mà cộng tấn công kháng tất cả với sinh lực thì nó lại không được đẹp lắm nha anh em nhưng nói chung mà ra thượng viên là rất là ghê gớm rồi áo chúng ta đã có được 5 sao của cấp thái đậu chính bậc bạch kim là tông sư bậc 10 luôn anh em ơi đã ngũ hành là hai dòng hai dòng ẩn có bỏ qua tỷ lệ kích cơ bản và sinh lực cơ bản rồi dòng này rất là đẹp nha anh em ơi à, chúng ta có một viên tinh quẩn cũng là thượng viên cộng linh hoạt 240 điểm anh em à kháng tất cả 45 và tỷ lệ kháng tính 100 điểm trời ơi có lẽ đây là viên tinh quẩn đẹp rất là đẹp từ trước đến nay mình soi được cho anh em đó tại anh em biết sao trong này ba cả ba dòng đều hỗ trợ rất tốt cho nhân vật của mình nha linh hoạt 240 nè thượng viên mà lấy được chỉ số cơ bản là rất hiếm rồi à, chúng ta có được cả linh hoạt và có cả kháng tất cả 45 nha anh em Ôi ôi ghê gớm thật sự tỷ lệ kháng tính 100 điểm nữa đây viên này hết nước chấm luôn anh em ơi đáng đồng tiền bắt gạo xin chia sẻ của chủ hoạt là chúng ta đã tốn bao nhiêu lần tinh di để được cái viên này quá đẹp quá đẹp Tiếp theo là Ngọc Bội. Ngọc Bội mình đã có 5 sao có cấp thái độ chính. Đá ngũ hành, hai dòng ẩn có tỷ lệ bạo kích sát thương thuộc tính anh em ạ. sẽ thuộc tính với tỷ lệ bạo kích ha. Rồi. Một viên tinh quẩn trung viên miễn sát thương kích 14%, thời gian kháng tê liệt 760 và tỷ lệ kháng bạo là 400. Ờ à, Ngọc Bồ thì chúng ta chưa có được cái dòng chỉ số cơ bản nhưng cũng đã có được dòng miễn sát thương bổ kích 14% rồi anh em ạ Đó Tới đây nè, đai full sao cấp thái đậu 9 à, Trang bị bạch kim tông sư bậc 10 Đá ngũ hành 5 dòng tỷ lệ kháng bạo nhanh nhẹn Tỷ lệ bổ kích cơ bản rồi ba dòng này quá ổn nha anh em Tiếp tục một viên tinh huấn trùng viên Trung viên cộng nhanh nhẹn 200, ngũ hành nhược hóa 400 và kháng tất cả 760 điểm. Quá là đẹp đúng không anh em ơi? Trời ơi, nhanh nhẹn ngũ hành nhược hóa nữa. Tự nhiên nhìn cái tinh cái tin quẩn của anh em là mình có động lực tiếp tục chơi tinh quẩn của anh em ơi. Tại dạo này vàng nó hơi khan hiếm, mình không có chơi cái này. Rồi. Đây thì mình có phản đoàn tầm xa của cái viên này ha. Trần Đại Thông này đa số nhiều nhiều anh em không có viên này lắm. Tiếp theo là cái phù Phù chúng ta đã được 6 sao của cấp thái độ chính Bạch Kim Tông Sư Bậc 10 Đã ngũ hành 5 dòng Có được xét thương một kích anh em ạ, à. tiếc quá Mình không có dòng mà bỏ qua né tránh cơ bản Hơi tiếc tí nhưng được cái hồi phục sinh lực Hồi phục sinh lực thì cũng không có Nhiều so với cái cấp này Tiếp tục một viên trung viên cộng thể chất khéo sinh và thăng kháng tất cả. Trời ơi, hạt này chơi đá quá trời, quá đất luôn anh em ạ. À. Để coi anh em có chơi phản đòn trên này không ta Úi, phù không có chơi viên phản đòn nào á anh em ơi Có ông ta hay mình nhìn nhầm À đây, phản đòn cận chiến đây trời sorry bà con Ủa anh em không có con rồng phản đòn tầm xa hả nhỉ, tiếc nha Mình đang chơi cái meta phản đòn tầm xa, mình không có đá con rồng rồi anh em Hy vọng là chủ hoạt tương lai sẽ thu ship để đổi con Đá hồn quan đồng này thành một cái viên con rồng con rồng tên gì thì mình không nhớ không biết rồi tiếp theo là đội dài Đội dài đã full sao cấp thái độ chính nè à, bạch kim tông sư bậc 10 đá ngũ hành là năm dòng có miệng sát thủ vũ kích tỷ lệ tính và né tránh trời đem cái dòng né tránh này thả lên trên là quá đẹp rồi rồi chúng ta có viên tinh quẩn là hạ viên nha nhanh nhẹn triệt tiêu số thân cuối và sinh được cơ bản như vậy là mình đã vừa soi xong về nhân vật Diệp chu thì à, nhìn chung là anh em thấy nhân vật như thế nào anh em ạ à, chơi trang bị rất là đầu tư ha rất là đầu tư về à, tinh uẩn anh em thấy là chơi những viên trung viên thượng viên rất là nhiều và ép ra được những cái chỉ số mà nhiều người mơ ước luôn anh em ạ rồi những cái trang bị khác thì cũng đã có sự đầu tư à, khá là chỉnh chu rồi à, chỉ tiếng cái là à, chúng ta vẫn chưa có nhiều gọi là gọi là full những cái trang bị mà tuyệt đẹp á anh em một số trang bị chúng ta còn uh, một số cái dòng chưa được ưng ý ha nói chung là nhân vật này đã quá đầu tư quá khủng khiếp này có lẽ là server này anh em đang nổi trời nhất luôn và chắc chắn với cái việc đầu tư trang bị thế này thì chắc chắn là không có ai trong cái server này không có ai quýnh lại rồi cũng là được chiến rất là nhiều còn trong cụm thì mình cũng chưa biết được nha anh em ơi à, mình sẽ soi sơ, sơ sơ về nhân vật Mr. gà này một tí cũng là đường môn luôn à, chơi kỹ nghịch thủy hành châu chúng ta có chỉ số tấn công 10, 145k sinh lực là 5m Wow, cũng có nội đơn nữa nè Ui, hút sinh lực 11% nha Kháng hút Kháng hút 3 Mỹ sẽ thuộc kích 4 Thì là kích nhanh nhẹn sẽ thuộc tính Rồi, đó là nội đơn huyền binh à, anh em ạ, à. sức mạnh hút sinh kháng hút tấn công nguyễn thu kích đó cũng chơi huyền binh mệnh khí ui sao mệnh khí kỳ vậy không có dòng cam anh em ạ à. ui trời ơi, phản đồ miễn thương tiêu kích ủa cái ạc này đen hả, sao ta tại vì mình thấy là anh em đã giám định mà lên được cái kỹ đình tối công cương cấp 3 thì chắc chắn là anh em đã giám định được dòng cam rồi mà tại sao lúc mà dung hồn nó không được dòng cam nào trên này ồ chỉ được mỗi dòng phản đồ miễn thương là xài được thôi anh em ơi có thời gian kháng bất lợi. Hơi đen, chi buồn cho anh em thiệt luôn á. Phi phong bậc 4, phản động miễn thương, khéo hút sinh, miễn sẽ thu kích hút sinh. Ui đẹp vậy. Nè đẹp nha. Phản động miễn thương nè, khéo hút sinh nè, miễn sẽ thu kích nè, hút sinh lực nè ha. Có thời gian bất lợi nữa nha anh em. Rồi có cả né tránh cơ bản nè. Ui đẹp đó. Đẹp đó, không phải đơn giản đâu. Rồi, có lẽ nhân vật này mình soi sơ, sơ sơ cho anh em vậy thôi, tại vì uh, chúng ta sẽ tập trung vào những một nhân vật uh, có ánh hào quang sáng chói đó chính là Diệp Chu anh em ạ. À. Và mình sẽ dừng cái video uh, review server S394 tại đây nha anh em ơi. Uh, cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu để theo dõi server này. Còn tình hình server này thì um, theo mình đoán chắc là cũng sẽ BK rất là căng thẳng bởi vì top lực chiến thì thuộc về bang top 2, nhưng mà bang top 1 thì có số lượng đông hơn chắc cũng sẽ náo nhiệt tại server này lắm anh em ạ. À. Rồi, cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báo để theo dõi hết video này nha. Và nếu như uh, cảm thấy video vui, thú vị, có giá trị gì đó thì hãy cho mình xin một like nha anh em ơi. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Tụi ai đặt cái xích đu mà dưới nước ác ôn vậy? Rồi sao nhảy xuống trời? Thử cái nha. Ngồi. Ui, được nè. Ôi. Rồi sao vô? <laughs> À, nó vô thẳng cái cầu luôn anh em ơi Thôi thôi mình dừng video nha